Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Car Passion. Mình là Minh Huy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng có mặt tại showroom Mercedes-Benz Hasako Điện Biên Phủ để cùng tìm hiểu về một mẫu xe hoàn toàn mới của Mercedes-Benz. Đó chính là mẫu GLC 2020. Thì GLC 2020 thì chính là một phiên bản facelift nâng cấp giữa dòng đời của dòng GLC, là một dòng crossover hạng sang cỡ nhỏ bán chạy nhất của Mercedes-Benz Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vì chính là cái dòng facelift nâng cấp nên là chiếc xe này sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt về cấu trúc khung gầm. Tuy nhiên thì ngoại thất cũng đã có một số điểm khác cũng như là một số nâng cấp về công nghệ đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về chiếc xe này. Về ngoại thất thì GLC 300 2020 đã được trang bị một số điểm hoàn toàn mới. Ví dụ như là phần đèn pha tích hợp LED, phần lưới tản nhiệt trước với một thanh ngang khỏe khoắn nổi bật và nắp capo cũng đã được thêm một số cái đường gân rất thể thao. Thì những chi tiết này đều thuộc bộ nhận diện mới trong ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Mercedes-Benz trên những mẫu xe hiện đại gần đây. Và các bạn có thể thấy là chiếc GLC 300 tại Việt Nam thuộc phiên bản đã được nâng cấp gói AMG Line cũng như là Night Package. Thì ở gói AMG Line thì chiếc xe cũng sẽ được trang bị một cái phần cản trước với hốc gió tản nhiệt, hốc tản nhiệt to hơn, thể thao hơn thay cho phiên bản cũ với 3 hốc nhỏ. Cũng như là lưới tản nhiệt trước cũng đã được thay cái logo bằng cái logo dạng 3D nổi rất nổi bật, cũng như là lưới tản nhiệt họa tiết kim cương. Ta có thể bắt gặp được cái họa tiết kim cương này trên những mẫu xe cao cấp và xe sang của Mercedes-Benz, và hiện tại là trên cả mẫu GLC 2020. Điểm đặc biệt nhất ở phần đầu xe có lẽ phải nói đến là chính là cái bộ đèn LED chiếu sáng tích hợp LED. Các bạn có thể thấy là so với phiên bản cũ thì cái đèn LED đã được thiết kế dài hơn, liền mạch hơn, bo theo cái thiết kế của đèn xe. Và cũng như là cái hệ thống chiếu sáng này đã được nâng cấp thêm đèn multi-beam với tích hợp 84 bóng LED nhỏ. Multi-beam là một hệ thống chiếu sáng rất là thông minh. Các bóng LED này hoạt động một cách độc lập với nhau, tự động điều chỉnh. Chính vì thế mà có thể tự điều chỉnh chiếu sáng, tầm chiếu sáng cũng như là không làm chói mắt cái xe đối diện. Và tầm chiếu sáng của những cái bóng LED này thì có thể lên tới 650m. Nếu như gói AMG Line đem lại cho chiếc xe một số điểm hoàn toàn mới, ví dụ như phần cản trước cũng như là bộ mâm cực kỳ thể thao, thì Night Package lại mang đến một số cái điểm thay đổi rất là nhỏ, nhưng mà những cái điểm này cũng mang đến cho chiếc xe một cái vẻ ngoài thực sự là hầm hố. Ví dụ như là trên cái gói Night Package thì cái phần ốp gương cũng sẽ được sơn màu đen, và một số cái họa tiết chrome ở cửa cũng sẽ được chuyển thành màu đen. Ở trên cái gói AMG Line thì chiếc xe được trang bị một cái bộ mâm 20 inch khỏe khoắn đa chấu thay cho cái bộ mâm 5 chấu kép ngày xưa. Thì cái bộ mâm này đã được diamond cut rất cẩn thận và được phối giữa hai tông màu là màu chrome xám và màu đen, hài hòa với cả vẻ ngoài của xe. Và hai cái tông màu này thì có lẽ được sử dụng khá nhiều trên mẫu xe này. Trên cái phiên bản GLC 2020 này thì sẽ không được trang bị cái lốp run flat nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần đuôi xe. Thì so với phiên bản trước thì GLC 2020 có một phần đuôi xe khá tương đồng và cũng không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được một số cái điểm khác biệt lớn. Đó chính là cái phần đèn pha LED tạo hình 3D. Cái đèn pha LED này ta có thể bắt gặp rất nhiều trên những mẫu SUV hiện tại của Mercedes-Benz. Và một số chi tiết khác như là các cái phần ốp chrome ở dưới cũng đã được mở rộng hơn. Và tất nhiên là cũng đã được sơn màu đen giống tương tự những cái chi tiết khác ở trong cái gói trang bị Night Package. Tiến đến cái phần cốp sau thì trên GLC 300 2020 đã được trang bị một cái chức năng hoàn toàn mới trên cái mẫu xe này. Tuy nhiên thì trên một số mẫu xe khác thì có lẽ không còn mới. Thì tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà cái chức năng này xuất hiện ở trên GLC. Đó chính là chức năng đá cốp. Đây. Đấy, cốp có thể đá và mở ra một cách rất dễ dàng. Đấy, và chúng ta sẽ cùng tiến đến với cả cái khoang cốp đằng sau. Thì so với cả phiên bản trước thì khoang cốp đằng sau cũng không có quá nhiều khác biệt. Và rất là rộng và có thể chứa được rất nhiều cái hành lý. Chính là bởi cái khoang cốp rộng rãi cũng như là khoang nội thất tiện nghi thì cũng đã làm GLC trở thành dòng xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz trong thời gian vừa qua. Trên phiên bản GLC 2020 này thì cũng đã được trang bị thêm lốp dự phòng. Đây là cái chi tiết mà cái phiên bản cũ trước đây là vốn không có. Đây, một cái lốp dự phòng thì các bạn có thể sử dụng khi mà trên những chuyến đi dài mà lốp có bị thủng cái gì, thì đây cũng chính là một cái vi cứu tinh rất là đắc lực. Và đó là một số điểm khác biệt ở ngoại thất của xe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến đến nội thất của xe để xem có những điểm gì khác biệt ở trên mẫu xe này nhé. Các bạn có thể thấy là khoang nội thất này vẫn là một khoang nội thất rất là quen thuộc của những chiếc GLC nói riêng và Mercedes-Benz nói chung. Nó vẫn chính là một khoang nội thất rất là sang trọng và có thể nói là thực sự được hoàn thiện một cách tỉ mỉ và hiện đại. Tuy nhiên,
thì trên mẫu GLC 2020 này vẫn có một số điểm thay đổi đáng chú ý. Ví dụ như là trước mắt tôi chính là một cái vô lăng đã được thiết kế lại hiện đại hơn, cùng kết hợp với các chi tiết màu chrome. Và điểm đặc biệt nhất trên chiếc vô lăng này đó chính là đã có thêm những cái nút cảm ứng điều khiển rất là nhạy. Các bạn có thể điều khiển các cái chức năng ở cái màn hình trước thông qua nút cảm ứng này, thay cho các cái nút bấm như phiên bản trước đây. Và điểm đặc biệt thứ hai đó chính là cái màn hình hiển thị kỹ thuật đã được thay thành loại hiển thị với màn hình kỹ thuật số thay cho màn hình cơ học. Thì cái màn hình này có một số điểm rất là đặc biệt là các bạn có thể lựa chọn giữa các cái chế độ. Ví dụ như là chế độ hiển thị có 3 chế độ, đó chính là chế độ hiển thị thể thao, truyền thống và cấp tiến. Thì đây cũng chỉ là một số cái thay đổi rất là nhỏ, tuy nhiên thì có thể đem lại cho người lái cái cảm giác thực sự là thú vị và cảm thấy thu hút bởi cái xe của mình. Và thay vì là cái việc mà chỉ hiển thị những cái thông tin như cũ, thì trên cái phiên bản mới này thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn một số những cái hiển thị đặc chủng như là hiển thị dẫn đường Navigator hay là mức tiêu thụ nhiên liệu. Tất cả những thông tin này thì bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh ở trên cái đồng hồ này theo ý thích của bạn thông qua những cái nút cảm ứng, rất tiện nghi thay cho phiên bản cũ. Và tiến đến cái phần khu vực giải trí ở phía giữa thì thực sự ta có thể bắt gặp được những cái chi tiết gỗ rất quen thuộc của Mercedes-Benz. Đây cũng chính là những chi tiết nhỏ nhưng mà đã làm cho cái nội thất của chiếc xe thêm phần sang trọng hơn, cũng như là được hoàn thiện một cách rất tỉ mỉ, vừa mắt nhìn. Và ta có thể thấy một điểm khác biệt mới, đó chính là cái màn hình này sau cái phiên bản cũ không được trang bị là hệ thống cảm ứng, thì cái màn hình này đã được sử dụng thành hệ thống cảm ứng hoàn toàn tiện nghi. Đấy, các bạn có thể thấy này, cái camera 360 điều chỉnh rất tiện lợi thông qua cái việc cảm ứng. Đấy, các bạn có thể lựa chọn rất là nhạy. Thì ở trên cái phiên bản này thì vẫn còn một số cái điểm mới. Đó chính là cái khu vực điều khiển trung tâm ở đây, thì thay cho các cái nút xoay cũ thì cũng được trang bị thành cái touch bar cảm ứng rất là nhạy. Đấy, các bạn đều điều chỉnh cái độ phản hồi rất tốt. Ở đây thì nhìn về nội thất của xe thì chiếc xe được trang bị nội thất màu đen cũng như kết hợp với cả màu da bò, rất sang trọng và thể hiện ra được cái sự sang trọng vốn có của cái thương hiệu Mercedes-Benz. Tuy nhiên thì những cái chi tiết thể thao như vô lăng không thể thiếu đi được trong nội thất. Thì cái nội thất này cũng chính là mang cho chúng ta cái cảm giác rất thoải mái khi ngồi trong, với cái màu sắc hài hòa của những cái hệ thống đèn LED. Đèn LED này là có thể điều chỉnh 64 màu khác nhau. Đây là một cái điểm mới khá đặc biệt trên mẫu xe này. Không chỉ có cái màu tím hay những cái màu cũ cổ điển, mà bây giờ các bạn có thể lựa chọn bất cứ màu nào trong 64 màu sắc có thể điều chỉnh ở trên cái màn hình đa nhiệm giải trí này. Thêm một điểm đặc biệt nữa là có lẽ là các bạn không phải sử dụng quá nhiều các nút bấm hay là quá nhiều cái thao tác ở trên này, bởi vì là chiếc xe này đã được nâng cấp lên hệ điều hành MBUX hoàn toàn mới của Mercedes-Benz. Hệ thống này sẽ giúp ích là kết nối với cả Apple CarPlay cũng như là Android Auto một cách trơn tru hơn và nhanh gọn hơn, và cũng như là hỗ trợ kết nối một cách rất là đầy đủ. Cũng như là cái hệ thống trợ lý ảo MBUX thì có thể giúp các bạn điều khiển các cái thông tin cũng như là giúp các bạn điều chỉnh các chế độ thông qua cái bảng báo của mình. Thì một điểm đặc biệt là mình sẽ không cần phải nói đúng cái câu khẩu lệnh của Mercedes-Benz, mà chính cái hệ thống trợ lý ảo này sẽ có chức năng nhận diện các cái yêu cầu của mình thông qua điều khiển bằng ngôn ngữ. Đây là một điểm rất là mới ở trên mẫu xe này, và từ đó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho người lái. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử di chuyển về khoang phía sau để xem có những gì khác biệt không nhé. Có thể nói là hàng ghế sau của Mercedes-Benz GLC 300 thực sự rất là sang trọng và cũng như là rất thoải mái cho ba người lớn để ngồi. Đây, các bạn thấy là chỗ để chân rất thoải mái. Như là trên một chiếc crossover cỡ nhỏ thì thực sự cái chỗ để chân như này là một cái thứ mà nằm ngoài kỳ vọng của tôi. Thực sự nó rất là thoải mái. Và ở đằng sau chiếc xe thì ghế cũng được trang bị da bò, cửa cũng được ốp da bò, cũng như là đan xen một số chi tiết gỗ và giải đèn LED. Loa thì là loa Burmester, 13 loa trên toàn bộ chiếc xe này. Đây là các chi tiết mà khiến cho người ngồi sau cảm thấy rất là thoải mái. Nó chỉ là một số cái khác biệt nhỏ, cũng không khác biệt quá nhiều so với phiên bản trước. Thì tuy nhiên những cái hành khách phía sau cũng đã được thoải mái hơn khi ngồi trên chiếc xe này. Như là có một số điểm đặc biệt các bạn có thể thấy, đó chính là chiếc xe được trang bị thêm USB, cái ổ USB Type-C, cái đầu cắm hút thuốc. Và ở đây thì một số cái chi tiết về cơ học của Mercedes-Benz thì thực sự không có gì phải chê cả. Đây, những các cái hốc mở này, hay là chỗ để cốc này, thì thực sự là
rất là tiện nghi và cũng như là hoạt động một cách rất là trơn tru và tỉ mỉ. Một điểm mới nữa trên GLC 2020 đó chính là động cơ i4 2.0 lít sản có thể sản sinh ra sức mạnh 255 mã lực. Thì động cơ này so với động cơ cũ thì đã sản sinh được mạnh hơn khoảng 14 mã lực. Và chiếc xe được kết hợp với cả hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic và hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC. Thì với tất cả những cái kết hợp ở trong động cơ này thì chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100km chỉ trong vòng 6 giây. Và GLC 2020 thì được trang bị tới 5 chế độ lái và phù hợp với cả cái lựa chọn của người lái. Đó chính là 5 chế độ là Eco, Comfort, Sport, Sport Plus và Individual, rất tiện lợi cho người lái. GLC 2020 mới còn được trang bị một số tính năng hỗ trợ cho người lái, ví dụ như là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động cũng như là các hệ thống túi khí xung quanh xe. Phiên bản GLC 2020 300 4MATIC này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Liên bang Đức và cũng sẽ được phân phối trực tiếp tại các đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 với mức giá là 2 tỷ 559 triệu đồng. Và đó cũng là một số thông tin mà Car Passion muốn gửi tới các bạn. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.